là sẽ trong tầm tay của anh Thái Bình thôi. Bởi với cái tâm thế như thế này, với một cái sự kiên định như thế này và cái sự gọi là quyết tâm, đúng không ạ, thì chắc chắn rằng là cái thành công nó sẽ nằm trong tay của anh Thái Bình. Và thay mặt cho tất cả các anh chị có mặt trong Zoom, đến bây giờ là cũng hơn 800 anh chị rồi, thì sẽ chúc cho, đầu tiên là sẽ chúc mừng sinh nhật cho con gái nhỏ 2 tuổi của anh Bình. Tiếp theo nữa là chúc cho sự nghiệp kinh doanh của anh Bình tại Rocky sẽ luôn luôn phát triển, và chúc cho gia đình mình luôn luôn hạnh phúc anh Bình ha. Rồi, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Bình rất là nhiều ạ. Các anh chị nếu mà mình cảm thấy là mình rất là đồng cảm với câu chuyện của anh Bình thì mình hãy một lần nữa cảm ơn anh Bình rất là nhiều nhé, vào trong khung chat được không ạ? Rồi, thì chúng ta sẽ rồi cảm ơn các anh chị, mình gửi rất nhiều bông nhiều hoa rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo các anh chị nhé. Vừa rồi là một anh đàn ông rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chị gái nhé. Một chị gái thì không biết là trong Zoom của chúng ta các anh chị mình ở trong Zoom có anh chị nào là mình đang trước khi mà vào cùng với Robby, hoặc là ngay bây giờ các anh chị cũng đang có cái kinh doanh truyền thống của mình không các anh chị? Nếu mà có thì mình có thể cho anh chị vốn nhá. Các anh chị không biết là mình có trước khi kinh doanh với Robby á. À, có chị Vẻ chị Vẻ số 4 này, anh Nghĩa này, chị Hằng này, chị Hoàng đúng không ạ? Wow, nhiều số 4 quá, nghĩa là hiện nay các anh chị cũng đang có cái công việc kinh doanh của chị cốt 1 sao sẽ chia sẻ sắp tới đây, cũng là một là chị mà mình cũng đã có cái trải nghiệm về kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên thì chị ấy nhập hàng vào đúng cái giờ Covid các anh chị, và Covid nó ập đến nên là chị không thể bán được cái hàng mà mình nhập. Và các anh chị bây giờ trước khi mà đến với câu chuyện và phần chia sẻ của chị Mây cốt 1 sao, thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần clip nho nhỏ, một clip ngắn để cho các anh chị mình có thể là được cái phần câu chuyện của chị Mây nhé. Bây giờ xin mời hot là mình sẽ share cái phần clip của chị Mây lên ha. OK các anh chị, mình vừa nhìn thấy một phần video rất là ngắn nhưng mà đã gọi là thâu tóm được cái câu chuyện của chị Mai đúng không ạ? Từ một người là mình đi kinh doanh truyền thống, mình bán tạp hóa này, và sau đó là những cái nụ cười rạng rỡ khi mà chị kinh doanh tại Robby đúng không ạ? Và bây giờ sẽ không để mất thời gian của các anh chị nữa nhé. Em xin mời chị Mai lên để mình có thể là chia sẻ cái câu chuyện của mình với tất cả các anh chị nha. Dạ, em xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe tiếng em nói hay không ạ? Em xin chào cả nhà. Cả nhà mình có nghe thấy em nói hay không ạ? Dạ, OK rồi chị Mai. Vâng, em xin tự giới thiệu ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mai ạ. Đang hiện là tại sinh sống tại ở Bắc Giang, và nghề nghiệp của em là nghề chính là bán hàng tạp hóa và ở nhà chăm sóc 3 con nhỏ.
Trước khi là vào công ty The Ruby thì là mình ở nhà bán tạp hóa, thì nói chung là công việc thì nó rất là bận rộn ấy. Khi là chuẩn bị vào The Ruby, mình chuẩn bị nhập hàng Tết từ tháng 10, nhưng mà hai Tết của năm 2021 thì bắt đầu dịch Covid, thì con trai con gái thì mình là đi học ở trường thì là có nghĩa là bị cách ly từ ngày 22 đến ngày 23, là một bạn là ngày 22 ngày 23. Thế là nhà mình thì bắt đầu là bị công an xã và nhân viên đến là dán giấy đỏ là cách ly đến ngày mùng 3 Tết là mới được mở cửa. Thế là mình nghĩ là có một bạn cháu gái ở gần, bạn ấy giới thiệu là dùng cái sản phẩm dầu tỏi Bạch Dương ấy. Thế là bạn ấy bảo mình là mua mấy cái lọ đấy về cho con uống. Thế là mình cũng mua mấy lọ đấy về cho con uống thì để trải nghiệm. Mình cũng cứ hỏi là kiểu như là bây giờ con thích cái này thì dùng cái gì, thì mình cũng cứ chia sẻ cho mọi người là cái dầu tỏi đấy thì uống, nhà mình uống cũng là rất là tốt đấy. Thế, thế nhưng mà từ lúc đó mình bắt đầu là hàng thì quán thì không bán được, do có nghĩa là rất là nhiều hàng nhập về thì bỏ vốn rất là nhiều, bán hàng thì không bán được. Mình lúc nào cũng lo sợ, thế đến lúc đến mua dầu tỏi về dùng thì mình cũng dùng rồi. Thế sau đó bạn ấy bảo là bà ơi không vừa làm được và mua sản phẩm lại rẻ và lại làm thì không bỏ vốn, không phải nhập hàng, không phải gì cả. Thế là mình cũng cứ mạnh dạn mình vào mình làm xong bắt đầu là từ bắt đầu là vào công ty Dropy là từ lúc là 25 tháng 2 năm 2022 là mình bắt đầu vào công ty làm. Thế là mình cứ cũng chỉ biết là thực sự là mình thì học chỉ có hết lớp 4 thôi, cũng chẳng biết trình độ gì đâu cả nhà, không biết một cái gì cả. Nhưng bạn ấy bảo bà ơi cứ không lo đâu, bà cứ vào đây bà làm, bà biết bán hàng truyền thống thì bà cứ vào đây bà làm, không phải bỏ vốn, không phải nhập hàng mà cũng không phải tồn kho gì cả, cho nên là bà cứ vào đây bà làm đi thì nhập được giá cũng vừa lại mua được sản phẩm mình dùng. Vào mình làm vừa bán hàng thì cái tháng đầu tiên là tháng 2 ấy, thì mình cũng bán hàng thì cũng được, còn có 5 ngày nữa là hết tháng 2 đấy. Thì mình đến sang bước sang tháng 3 thì mình cũng vẫn cứ làm đấy, đến mùng 10 từ trước đến giờ mình chẳng biết được đồng lương của ai hay là như thế nào chuyển vào khoản cái, nhưng mà mùng 10 tháng 3 là mình nhận được làm trong Dropy là có 5 ngày thì mình nhận được là hơn 5 triệu đồng ấy. Thế là tháng 3 mình cứ thế vui, thế là từ tháng 3 mình cứ hành động mạnh mẽ, mình cũng cứ vừa gặp ai là mình chia sẻ vừa là sản phẩm vừa bán hàng đấy cho họ ấy. Thế là cứ tiếp tháng 3 thì tháng 3 thì cũng được hơn chục triệu, xong lại làm đến sang tháng 4. Tháng 4 thì mình làm được hơn chục triệu. Là xong rồi bảo là tháng 5 bắt đầu tốc chiến thì mình cũng chẳng biết, cũng không biết một cái gì. Đến thực sự là đến lúc biết cái gì chẳng biết một cái gì, lên đơn nhờ các bạn lên đơn hộ là mọi người. Thế nhưng mà được cái ưu điểm là không phải ship hàng, không phải đóng gói, không phải gì cả. Thế là mình cũng năm bắt đầu chiến cũng chẳng biết là tốc chiến như thế nào, thì làm tháng 5 thì lại được 1 triệu, 23 triệu, 22 triệu. Thế nhưng mà thì bảo là có bạn trên mentor trên bảo là chị may ở đội trong cái tốc chiến ấy, trăm giải khuyến khích của công ty đấy được vé đi Đà Nẵng. Thế mình cũng không tin, mình bảo sao thế nhỉ, mình cũng không biết gì nữa, cũng chẳng ai nghĩ gì đâu. Thế nhưng mà sau đó làm ở Dropy thì là như vậy, không phải ôm hàng, không phải đồ đọng vốn, không tồn kho, mà không phải cái gì, mà một tháng của mình là được hơn chục triệu, 20 triệu, mấy triệu đều được. Mình rất là vui và mình thấy là rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà mình hàng của gia đình nhà mình ấy, trong cái khi gần Tết ấy là nhập hàng cái thường ngày ít nhất cũng phải có vào một hơn 100 triệu, 200 triệu, chứ gần Tết là phải có đến đá mình không bán được, mà mỗi một thùng bia bán ví dụ như hơn 200 được có 5.000, mà nếu mà đắt hơn 1.000, 2.000 là dân người ta lại bảo là đắt, ví dụ như vậy. Còn một cân đường, một hộp sữa chỉ được 1.000 bạc thôi, nhưng mà may thì lại cứ nghĩ là
Bây giờ nghĩ là làm bây giờ một mình nuôi con, ba đứa con ăn học, mình cứ nghĩ là như thế thì mình muốn làm thêm các thứ để bán. Tại 5K được, 10K được, mình cũng cứ làm để cho các con nó. Mình vất vả chứ, ngày là học hỏi rồi, được học ít. Thế là mình mới quyết định là vào làm Daruby là như vậy. Nhưng mà sau đó được vé đi Đà Nẵng đấy, bảo là được vé đi Đà Nẵng, mình cũng còn không tin, bởi vì cũng không biết dùng công nghệ ấy, cũng không biết vào tin nhắn, cũng không biết vào Gmail, cũng không biết gì cả. Thì đến lúc về sau, bạn nào mà ở công ty Adobe điện về bảo chị ơi, Đà Nẵng đồ mà điền form hay là gì, bảo chị vẫn còn nghi ngờ và không biết sao lại thế, nhưng không biết có phải thật tình không. Đấy, đến lúc về sau bạn ấy bảo là chị ạ, chị được vé đi Đà Nẵng rồi đấy, bọn em gửi mail, gửi vào mail cho chị, thì chị vào kiểm tra mail đi xem thế nào. Thì nếu thế là mình đi vào kiểm tra mail thì cũng không biết, lại nhờ cả các bạn mentor bên trên ấy cứ điện thoại hỏi, bảo là không biết là mail ở đâu, không biết gì, chị không biết một cái gì cả. Thế là đến lúc chuẩn bị lại đi Đà Nẵng, cái điện mua vé máy bay rồi ấy, mà em mình nói cho em chuẩn bị là lại đi Đà Nẵng đi du lịch của công ty, dân làng bà con hàng xóm bảo tin gì công ty online, vơ va vơ vẩn ra người ta lừa cho tự làm thế nào. Thế nhưng mà mới đầu cũng rất là vui, nhưng mà mọi người nói thế là tự nhiên là mình cũng cầm đâm ra là nghi ngờ, nghi ngờ. Xong đến hôm nay mai bay rồi mà có người vẫn bảo làm gì có mà cứ vơ vẩn. Mình bảo thế là một mình thì ở Bắc Giang thì có một mình đi ra đến từ sân bay ấy, thì lúc đấy là vẫn có chưa có người đến. Thì bởi vì là một lúc sau thì thấy có hai bạn giới thiệu là làm là đầu rugby để hướng dẫn các chị làm thủ tục đi Đà Nẵng đấy. Thế là một lúc sau là gặp tất cả các mọi người cứ dần dần đi đến. Thế là từ lúc đấy mình mới tự tin, mà mới lúc đấy mới tin tưởng là có thật. Thế là sau đến là sang xuống lên sân bay ấy, xuống lên sân bay thì công ty đã tổ chức mọi người ra đón, nào chụp ảnh chụp hình xe. Lúc mình đấy là nhìn thấy mọi người chẳng biết ai với ai, nhưng mà mình rất là vui. Mọi người mình hỏi ở tôi tem nào mình không biết, hỏi mình là cái gì mình cũng không biết, bởi vì là mình cũng chỉ lúc bạn giới vào làm mình cũng công nghệ thì không biết, học vấn thì thấp, không biết một cái gì. Bảo vào Zoom cũng chẳng biết vào Zoom như thế nào, có lúc muốn vào Zoom nghe thì bảo con gái học lớp 4 cho mẹ Zoom thì mẹ cũng chỉ biết nghe thôi, cũng chẳng biết tắt mic, chẳng biết tắt cam, cũng không biết một cái gì đấy. Thế nhưng mà từ đi Đà Nẵng về đấy thì mọi người cứ mạnh mẽ, mình cũng lại mạnh mẽ, mình làm theo. Thế xong thì là từ đó đến tận Đà Nẵng thì gặp cái anh cùng đi đấy, đấy, bảo em còn chẳng biết là quay video, không biết chụp ảnh, không biết gì, thì nhờ anh là hướng dẫn em là quay video như thế nào hay là phát trực tiếp như thế nào. Mình cũng thế là đến lúc mà đến lắng nghe thì đến cái chỗ ban tổ chức ở bãi biển chỗ vườn cái anh vườn xa đấy, thế là cũng cứ bảo thử làm xem nó như thế nào. Thế là cũng cứ phát trực tiếp nhưng cũng không biết là phát trực tiếp có được hay không. Thế về đến mọi người cứ đi thấy xem ý, thì mình không biết là phát trực tiếp hay không, mà để trả lời hay là như một cái gì đấy như thế nào, cảm ơn hay là trả lời gì đấy. Thế về đến nhà mọi người hỏi bảo mày đi đâu mà vui thế mới này nọ. Thế là lúc đấy em mới bảo là mình không nghĩ là đi đến bên đấy công ty mình nó lại tổ chức hoành tráng như vậy này và tin tưởng như vậy. Mới lại công ty thì rất là nhiệt huyết, ai cũng vậy, tất cả các đến đến đấy thì tất cả anh chị em đi trước ai cũng hỗ trợ, không biết gì thì mọi người cũng cứ hướng dẫn chia sẻ mạnh mẽ. Thế là em từ lúc em đi Đà Nẵng về ấy, thì em cũng cứ mọi người là cũng cứ thấy em đi Đà Nẵng mà cũng thành công, mà công ty tổ chức thật là hoành tráng như vậy, các bạn ấy cũng thấy bảo là sao bạn này giờ bạn ấy lại đi làm cái gì như thế này mà sao lại đi Đà Nẵng hoành tráng như thế này, mà tổ chức công ty gì mà hoành tráng thế. Thế là các bạn cũng đến nhà em hỏi và xin em là cho làm cùng đại lý cùng ấy. Thế là bây giờ là cái tháng 4 vừa rồi là em cũng tuyển các bạn là giới thiệu được, mục tiêu của em là 10 người thì em cũng chia sẻ được 9 người vào làm cộng tác viên cùng với em. Còn bây giờ thì là
có anh chị nào mà còn ngần ngại một cái việc gì đó, còn vẫn nghi ngờ gì về công ty Adobe thì anh chị cứ mạnh mẽ làm đi. Công ty này thật là tuyệt vời, bởi vì là các bạn nghĩ xem nhá, vào đây mà thực sự vào công ty Adobe thì thực ra là chỉ đóng có lúc bây giờ em vào là có 2.099.000, kém một đấy cứ gọi là 3 triệu, mà được sở hữu những 3.000 sản phẩm mà không phải ôm hàng, không phải tồn kho, không phải đóng mà như mình bán cả cái hàng tạp hóa nhỏ 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 xíu thôi cũng phải ít nhất cũng phải có hơn 100 triệu 200 triệu, không có hơn 100 triệu thì cũng chẳng được bao nhiêu hàng, gọi là tí xíu thôi. Cho nên là các anh các chị là ai còn do ngần ngại một cái gì mà nghi ngờ một cái gì đó là công ty Adobe thì các bạn cứ yên tâm mà vào đây làm nhé. Không có cái mô hình kinh doanh nào vì mình đâu. Thực sự mình sống 40 mấy tuổi đầu nhưng mà chưa phải cái gì trường hợp là công ty nào tốt như vậy. Kể cả dù bán hàng, đấy, nếu mà lấy hàng mà tạp hóa ấy, mà nếu mà không muốn rẻ hơn được một chút thì cũng phải ôm rất là nhiều hàng. Cho nên là các anh các chị là cứ yên tâm nhé. Làm vào lại The Ruby làm thì yên tâm mạnh mẽ mà hành động làm thôi nhé. Còn thì em hay là xin cảm ơn tất cả ban tổ chức công ty mình nhé. Và chúc các anh chị là đại lý à. Thành cái năm 2 kính chúc cả các ban tổ chức này, các anh em chị em trong Zoom này, là năm 2023 này làm ăn là thành công rực rỡ hơn và thành công hơn năm trước nhé. Em hay xin kết thúc câu chia sẻ ở đây này và nhường mic cho MC nha. Dạ. Em cảm ơn chị Mai rất là nhiều ạ. Các anh chị thấy chị Mai có đáng yêu không các chị? Chị Mai vẫn còn đang chị Mai vẫn đang chia sẻ gì? Em bật lại mic cho chị Mai. Các anh chị ơi, mình thấy chị Mai như thế nào ạ? Rất là đáng yêu, rất là hồn nhiên đáng yêu đúng không các anh chị? Rồi ạ. Một cái sự chia sẻ rất là thành luôn. Thì các anh chị cũng thấy rồi đấy, chị Mai thì sao ạ, từ một người mà xuất phát điểm thì mình cũng không có quá, vâng đúng rồi, rất là chất phát, rất là hồn nhiên đúng không ạ, rất đáng yêu, mộc mạc luôn. Và đây là những cái chia sẻ rất là chân thành của chị Mai. Và em cũng thấy được là chị Mai sau khi mà mình vào kinh doanh với Robby á, mình là trở nên một cái con người mà nó yêu đời hơn đúng không chị? Đến khi mà mình nhận được cái vé đi Đà Nẵng mà mình cũng không tin luôn, đến sân bay vẫn chưa tin luôn. Chắc chắn là khi mà đến sân bay và gặp các anh chị là mình có cảm giác vỡ òa đúng không chị Mai? Đó thì em có tin chắc rằng cái chuyến đi Đà Nẵng không phải là chuyến đi, nó là chuyến đi đầu tiên nhưng không phải là chuyến đi cuối cùng, mà sẽ còn rất rất là nhiều những cái chuyến tưởng thưởng khác dành cho chị. Và em cũng xin thay mặt tất cả các anh chị nhé, mình sẽ chúc cho chị Mai thật là nhiều sức khỏe này. Và sắp tới là mình sẽ kinh doanh càng ngày càng rực rỡ hơn với Robby, chị Mai ha. Rồi ạ, cảm ơn chị Mai một lần nữa. Và các anh chị mình vẫn cứ tiếp tục gửi bông gửi hoa để cảm ơn chị Mai nhé. Một cái phần chia sẻ vô cùng là đáng yêu luôn các anh chị. Thì chúng ta đã vừa đến với hai phần chia sẻ